Đây là những đứa trẻ được sở hữu bộ gen vượt trội. Chúng được thụ tinh nhân tạo từ trứng và tinh trùng của các nhà khoa học có siêu IQ 300. Từ nhỏ bọn chúng đã được nuôi dưỡng và học tập trong môi trường vô trùng khép kín để đưa tới một hành tinh xa lạ với sứ mệnh sau này giải cứu thế giới. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với chúng trong 86 năm ngoài vũ trụ? Xin mời các bạn cùng theo dõi bộ phim nha! Năm 2063, sự tàn phá môi trường trên thế giới đã không còn phù hợp với sự tồn tại của loài người. Hên là các nhà khoa học đã tìm được một hành tinh X vô cùng giống với trái đất, nhưng cần phải bay 86 năm mới có thể đến nơi, để loài người có thể tiếp tục sống sót. Họ đã chuyên tâm lựa chọn ra loại gen tốt nhất để thụ tinh nhân tạo ra 30 đứa trẻ và nuôi dạy chúng. Đám trẻ này vừa ra đời đã bị cách ly với thế giới bên ngoài. Những đứa trẻ này được tiến sĩ Richard nuôi dưỡng đến năm 4 tuổi và là người duy nhất có quyền với cuộc đời của chúng. Ai tiếp xúc với bọn trẻ này đều phải mặc đồ bảo hộ để những loài virus không thể xâm nhập được vào bọn trẻ. Trong đó có cô bé Cela đang thể hiện trí thông minh tuyệt vời của mình. Ngón tay cô nhẹ nhàng lướt trên màn hình là đã có thể hoàn thành được một câu hỏi toán học khó, khiến tiến sĩ vô cùng vui mừng. Một thời gian sau, tiến sĩ và 30 đứa trẻ cùng lên một con tàu vũ trụ để đi đến hành tinh xa xôi. Tiến sĩ bất đắc dĩ tiếc nuối, chào đồng đội và nhìn trái đất lần cuối. Ông không thể nghĩ được là chuyến du lịch này đã tiễn ông về với các cụ. Trên phi thuyền, tiến sĩ đã nuôi dưỡng những đứa trẻ này thành thiên tài trong mọi lĩnh vực và tất cả đều đã được nằm trong kế hoạch của ông. Họ chưa từng được tiếp xúc với thế giới bên ngoài cho nên cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Và rất nhanh đã nảy sinh vấn đề. Christopher phát hiện ra chất lỏng dùng để tưới cây có độc, mà chất lỏng lại đến từ nước tiểu của họ. Lẽ nào họ đều đã trúng độc rồi sao? Christopher muốn tìm ra nguồn gốc của độc tố, nhưng tiến sĩ lại bảo anh không cần quá lo lắng. Tối đến, anh lén dẫn theo Jack xâm nhập vào hệ thống và phát hiện ra chân tướng của độc tố. Vấn đề nằm ở chỗ, trong thứ nước màu xanh mà họ uống hàng ngày lại chứa dược liệu, để họ có thể ngoan ngoãn, nghe lời và giảm khoái cảm, đồng thời còn có thể khống chế dục vọng của loài người. Vậy mà họ lại có thể cho chúng ta uống thứ thuốc độc này. Thế là từ đó, mỗi ngày hai người đều đổ thứ nước màu xanh đó đi và không uống lại nữa. Mấy ngày sau, họ đã có những thay đổi mới. Những cảm xúc vui buồn trong họ ngày càng thể hiện rõ ràng. Hai người vui vẻ chơi đùa, nhưng trong cơ thể của Jack có gen đánh nhau, sức chiến đấu khá cao, nên anh có thể dễ dàng ấn Christopher xuống đất và trả sát. Christopher và Jack đều thích Cela và dục vọng tuổi xuân trong hai người dần trỗi dậy. Christopher nhìn thấy da rẻ căng bóng, nhịp đập gấp gáp của Cela thì không tự chủ được mà đưa tay lại gần. Cela quay đầu nhìn Christopher để ngăn được hành động của anh lại, còn Jack thì lại càng đường đột hơn, anh trực tiếp nắm chặt lấy cánh tay của Cela, nhưng vừa hay lại bị tiến sĩ nhìn thấy và lớn tiếng chỉ trích bảo anh buông tay, cấm họ tiếp xúc cơ thể. Điều đó khiến Jack thấy không phục. Tối đến, Jack lại nhìn thấy tiến sĩ lấy danh nghĩa tâm sự mà để tay lên trên người Cela. Jack vô cùng tức giận, không để tôi động vào Cela nhưng ông lại có thể động sao? Và thế là ác ý trong lòng Jack dần trỗi dậy. Ngày hôm sau, Jack càng to gan hơn mà lập tức giở trò biến thái với Cela. Jack đưa tay đặt lên vòng một của Cela, sau đó liền ôm chặt lấy cô, định cưỡng bức cô. Hên là đã bị tiến sĩ nhìn thấy và lập tức đẩy Jack ra, đồng thời chất vấn anh là đang làm gì. Tối đến không được ăn cơm, thế là Jack tức điên lên và quay người chạy đi luôn. Tiến sĩ hỏi ra thì mới biết được Jack không hề uống chất lỏng màu xanh đó. Lúc này, phi thuyền đột nhiên xảy ra sự cố và mất liên lạc với trái đất. Không còn thời gian đi xử lý Jack nữa, nên tiến sĩ chỉ có thể dẫn theo Christopher ra ngoài cabin để sửa chữa tàu vũ trụ. Hai người mặc bộ đồ phi hành ra và bắt đầu sửa chữa phi thuyền. Sau đó lại xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Lúc tiến sĩ đang sửa phi thuyền thì đột nhiên có một làn sương đen bay về phía ông. Những đứa trẻ trong tàu vũ trụ nghe thấy tiếng động lạ, hệ thống điện của phi thuyền bị sập, tiến sĩ cũng bị tấn công và ngất lịm đi, bay ra ngoài không trung. Hên là Christopher đã kéo ông lại. Sau đó họ cũng cố gắng hết sức để cứu tiến sĩ, nhưng vì vết thương quá nặng nên ông đã trực tiếp đi gặp Diêm Vương. Mọi người đều đồn rằng trên tàu có sinh vật ngoài hành tinh hại người. Mất đi người lãnh đạo, Jack đã tự đề cử mình làm thủ lĩnh mới. Tuy nhiên mọi người lại bầu Christopher làm thủ lĩnh mới. Trong lòng Jack cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng vẫn giả vờ chúc mừng Christopher. Christopher muốn nhanh chóng sửa lại phi thuyền để tất cả có thể khôi phục lại như ban đầu. Tuy nhiên vừa mới sửa được một nửa thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Jack dung túng cho tất cả mọi người không cần phải uống chất lỏng màu xanh đó nữa vì bên trong có độc. Mọi người dừng uống mấy ngày thì ham muốn trong mỗi người giống như mới được giải phong ấn vậy. Jack không theo đuổi được Cela nên đã nhắm vào Phober. Phober bị hắn ta sờ má thì không những không phản kháng, mà còn để ngón tay của Jack vào miệng mình nữa.
còn những người khác thì chỉ biết đứng bên cạnh hóng. Cái tốt thì không học mà cái xấu thì ai cũng hay. Và thế là phong ấn của tất cả mọi người đều đã được hóa giải rồi. Thậm chí con trai còn cứ thế mà cởi trần nữa. Họ xem các đoạn video về con người trên trái đất, bạo lực, xâm lược họ cũng đều có thể học hết. Khi Christopher nhìn thấy Jack và Phober đang làm chuyện ấy, thì anh cảm thấy phải chỉnh đốn lại họ một chút. Jack lúc nào cũng quấy rối Cela, còn Cela thì lại lén dùng một con dao phẫu thuật để phòng thân. Christopher phát hiện ra ý đồ của Jack nên anh đã đến tìm Cela trước khi hắn tới. Tiếp đó anh ôm Cela vào lòng, nhưng lại bị Cela hiểu nhầm là anh có ý đồ bất chính. Còn Jack thấy Christopher đã đi trước một bước nên liền ôm hận với anh. Trong phi thuyền ngày càng trở nên hỗn loạn, dục vọng và bản chất của con người đã được phơi bày một cách vô cùng rõ ràng. Hai người đàn ông vì tranh giành một cô gái mà ra tay đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Không ngờ được là, ngày hôm sau, chàng trai bị đánh kia liền vác rìu đến đập chàng trai kia một trận. Christopher vội vàng chạy đến ngăn anh lại và sau đó anh lấy danh nghĩa thuyền trưởng để triệu tập mọi người đến, hy vọng có thể trở lại cuộc sống có trật tự như trước đây. Tuy nhiên, mọi người có ham muốn được khơi dậy đều không muốn quay lại cuộc sống nhàm chán trước đây, và Jack là người đầu tiên đứng ra phản kháng lại Christopher, đồng thời khẳng định bản thân mới chính là một thuyền trưởng hoàn hảo. Dưới sự khích lệ của Jack, phần lớn mọi người đều chọn Jack làm thuyền trưởng, còn những người còn lại thì đi theo Christopher đến phòng điều hành, tìm camera giám sát lúc tiến sĩ xảy ra chuyện để tìm ra chân tướng. Thì ra cái chết của tiến sĩ căn bản là không phải do sinh vật ngoài hành tinh làm mà chính là do Jack làm. Anh ta vô cùng hận tiến sĩ nên chỉ định giáo huấn ông một trận, nhưng không ngờ được là lỗi thao tác khiến tiến sĩ trực tiếp bị điện giật. Thế là Christopher quyết định đem tội ác của Jack nói cho mọi người biết, tính người rốt cuộc là độc ác đến cỡ nào chứ. Sau khi biết được Jack đã giết tiến sĩ, Cela sợ hãi và bảo Christopher hãy ở bên cạnh mình. Và qua một đêm đó, hai người đều đã trở thành những người trưởng thành. Ngày hôm sau, Jack mời Cela và Christopher đến tham gia bữa tiệc của mình. Khi Christopher vừa đến, Jack đã đi lên làm khó anh, bảo anh trao chức thuyền trưởng lại cho mình. Thế là Christopher trực tiếp phát video Jack giết tiến sĩ lên. Christopher nói với mọi người, căn bản là không có sinh vật ngoài hành tinh hại người nào cả, mà tất cả đều là Jack đã ngụy tạo ra mà thôi. Tất cả mọi người đều kinh sợ mà nhìn về phía Jack, không ngờ được là Jack không hề hoảng loạn một chút nào, đã vậy còn trực tiếp thừa nhận bản thân đã giết tiến sĩ nữa. Sau đó hắn lại tiếp tục bịa chuyện một cách vô cùng điêu luyện. Hắn nhìn thấy tiến sĩ bị sinh vật ngoài hành tinh khống chế, và vì để bảo vệ mọi người nên hắn mới phải giết tiến sĩ. Hơn nữa, đến bây giờ sinh vật đó vẫn còn đang ở trên tàu. Khả năng tẩy não của Jack phải nói là đỉnh của chóp luôn. Chỉ với một vài từ thôi đã có thể rũ bỏ sạch tội danh của mình, và khiến mọi người tin rằng chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh. Tất cả mọi người lúc này đều rơi vào trạng thái lo sợ. Sau đó Jack chỉ vào chàng trai tóc xoăn đã từng tấn công người khác và nói rằng sinh vật đó đang ở trên người anh ta. Chàng trai dọa cho sợ hãi mà co giò bỏ chạy, còn tất cả mọi người cũng bị cơn sợ hãi khống chế. Bọn họ liền đuổi theo và đánh tới tấp khiến anh ta ngã gục xuống đất. Christopher muốn ngăn lại nhưng mọi người đều đã điên hết rồi. Thế là anh chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn chàng trai bị đánh chết. Jack cầm đầu mọi người đi tìm vũ khí, khiến Christopher muốn chống lại anh ta giờ đã trở nên vô cùng nguy hiểm. Lúc này Cela đột nhiên nghĩ ra tiến sĩ đã từng để lại một lô vũ khí, và chỉ có Christopher mới biết được vị trí. Christopher rất nhanh đã tìm được vị trí của lô vũ khí, nhưng vì không biết mật mã nên đã kích hoạt cảnh báo, mà vừa hay lại bị thuộc hạ của Jack nghe thấy. Jack vội dẫn người đến cậy cửa, bên trong thùng nào thùng nấy cũng chất đầy vũ khí. Giờ đã có súng rồi nên Jack lại càng kiêu ngạo hơn. Rất nhanh họ đã tìm được vị trí của Christopher và bắt anh lôi ra ngoài. Vì để cứu Christopher, Cela đã chủ động nói rằng cô muốn ở bên tên Jack, nhưng không ngờ được là Jack đã sớm không còn để ý đến Cela nữa rồi. Phober liền đứng ra chỉ trách mọi người phá hủy quy tắc. Tuy nhiên, làm thế nào mà những người có ham muốn đã được giải phóng có thể nghe lọt tai chứ? Mọi người bảo cô câm mồm lại, còn chàng trai tóc xoăn thì liền giơ súng bắn chết Phober. Tất cả mọi người đều đơ ngay tại chỗ. Jack lập tức ý thức được uy lực của loại vũ khí này, thế là hắn liền quay người và nổ súng về phía Christopher. Nhưng hên là Christopher chạy nhanh, anh và Cela chạy vào đường ống thông gió. Jack cũng đuổi theo và nổ súng bắn liên tiếp vào bên trong. Hên là họ đã sớm chạy ra ngoài và trốn trong phòng bệnh. Tiếp đó chàng trai tóc xoăn lại đuổi đến. Christopher cầm bình oxy đập vào gáy anh ta khiến anh ta ngất ngay tại chỗ. Tiếp đó Cela cũng dùng mũi tiêm đâm vào cổ anh ta, khiến anh ta không ngừng sùi bọt mép. Christopher cầm súng muốn chạy đến liều mạng với Jack, nhưng lại bị hắn bắn trúng. Do đó anh chỉ có thể kéo theo Cela tiếp tục chạy trốn. Họ chạy đến căn phòng cuối cùng, mà đi thêm nữa chính là ngoài vũ trụ. Christopher xé lấy giấy thiết chặn cửa sổ lại, và cùng Cela mặc bộ đồ phi hành ra vào. Jack không thể nhìn thấy đằng sau cánh cửa nên đã trực tiếp phá cửa ra.
Trước mắt hắn lúc này chính là vũ trụ bao la, thế là hắn lập tức bị hút ra ngoài. Hóa ra Christopher vừa mở cửa cabin, Zack nhanh tay nắm chặt lấy cửa cabin, thấy bản thân sắp không kiên trì được nữa, hắn liền vồ lấy Cela và cùng lôi cô đến chỗ cửa cabin. Thể lực của Zack quả thực vô cùng tốt, hắn vừa khống chế Cela, lại vừa có thể đóng cửa cabin. Thế cửa cabin sắp đóng lại, Christopher liền xông đến đánh nhau với Zack, nhưng Christopher căn bản không phải là đối thủ của Zack. Zack nắm lấy cây cột, còn Christopher thì bị hút ra ngoài không gian. Sau đó hắn lại lần nữa đóng cửa cabin lại, còn Cela thì nắm lấy thời cơ, đạp cho hắn một cái bay ra bên ngoài. Thế là tên Zack liền bay vào không gian và về với các cụ luôn. Cela nhìn ra bên ngoài, và cuối cùng thì Christopher đã xuất hiện trước mắt cô. Sau khi biết được Zack đã chết, mọi người đều hạ vũ khí trong tay xuống và bầu lãnh đạo mới. Cela giờ đây đã trở thành lãnh đạo mới. Họ cũng không phải uống nước màu xanh đó nữa. Tự mình trải nghiệm hậu quả của việc buông thả ham muốn, nên họ lại muốn trở lại cuộc sống có trật tự như trước đây. Vấn đề sinh sản cũng phát triển mạnh trên phi thuyền. Và sau nhiều năm, cuối cùng họ cũng đã đến được hành tinh X, tiếp tục duy trì ngọn lửa của nhân loại. Bộ phim đến đây là hết rồi. Bộ phim này có tên là Voyager. Con tàu vũ trụ của Musk sẽ bay tới sao hỏa để vận chuyển hàng tiếp tế, và cũng để chuẩn bị cho cuộc di cư của con người lên sao hỏa trong tương lai. Bạn thử đoán xem loài người có thể di cư lên sao hỏa được không? Trong bộ phim này, gen trong người Zack sinh ra với các yếu tố nổi loạn và bạo lực, mà loại người này thì lẽ ra không nên lên phi thuyền. Hy vọng của loài người mà sao lại có thể có một phần tử xấu trong 30 đó được chứ? Bộ phim này rất hay nên các bạn hãy đi tìm và xem hết bộ phim nha. Được rồi, nội dung của tuần này đến đây thôi nha. Nhớ là hãy like, theo dõi và lướt xem mình nha. Hẹn gặp lại các bạn vào video nha. Bye bye.